Hello anh em, đây là số đầu tiên của Góc Nhìn Công Nghệ, nơi mình sẽ chia sẻ cho anh em những kiến thức thú vị mà anh em hoàn toàn rất khó để có thể tìm hiểu trên Google. Và cái thứ hai nữa, chúng mình sẽ cùng nhau phân tích về một số những vấn đề khác nó còn thú vị không kém. Và chủ đề ngày hôm nay, rõ ràng các bạn đã đọc được ở trên tiêu đề rồi, không mới nhưng mình cảm thấy cần thiết để mình có thể làm. Đó chính là RTX 3000 series. Bên cạnh mình đây là RTX 4000, thế nhưng đây là Quadro RTX thôi, chúng ta sẽ tập trung vào dòng GeForce RTX. Hẳn là đã có những bạn nào nhanh tay, may mắn mua những sản phẩm RTX mới và thực sự phải chia buồn đối với những bạn nào vừa mua những sản phẩm như kiểu RTX 2080, 2080 Super hay mạnh mẽ hơn một chút nhé. RTX 2080 Ti khi mà mức giá của nó loanh quanh khoảng hơn 20 triệu, trong khi RTX 3080 nó chỉ có mức giá từ 19 triệu đồng và hiệu năng của nó còn hơn hẳn luôn. Và nếu như bạn quan tâm thì RTX 3080 hay thậm chí RTX 3090 Alpha đang có đầy đủ các mẫu mã để các bạn có thể lựa chọn. Quay trở lại vấn đề, mình đã giải thích rằng dòng RTX 3000 hay dòng RTX 30 series ra mắt vào khoảng thời gian đầu là để thúc đẩy người dùng cũ của Nvidia nâng cấp và tìm kiếm người dùng mới. Có rất nhiều những ý kiến xoay quanh vấn đề này. Và hai vấn đề chính mà được nhiều người dùng quan tâm nhất đó chính là: đầu tiên, sẽ khiến cho một số người yêu công nghệ cảm thấy tiếc cho PS5. Và cái thứ hai, Nvidia làm thế là để dằn mặt AMD, khiến chỉ với một đòn AMD sẽ biến mất luôn khỏi thị trường GPU. Chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về ý đầu. Việc PS5 ra mắt sử dụng GPU RDNA 2 của AMD, hay mình sẽ gọi là Big Navi, sẽ là một chuyện được đồn đoán từ rất rất lâu rồi, từ trước khi cả PS5 ra mắt. Hãng cũng đã có tính toán và tối ưu riêng, thế nên chẳng có gì phải đáng tiếc cả. PS4, PS5 đều sử dụng AMD, và nếu có những gì đó mà người dùng tiếc ấy, thì có lẽ Sony sẽ chứng minh được nếu như PS5 Pro ra mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề chính. Các bạn nghĩ Nvidia làm thế để sút bay AMD? Một ý tưởng rất hay, rất hợp lý, thế nhưng nó không đi kèm theo bất cứ điều gì hợp lý cả. Vậy thì lý do thuyết phục nào cho luận điểm đó? Giá của bản RTX 3080 chỉ khoảng 19 triệu, hay hiệu năng mạnh mẽ một cách phũ phàng khiến những người dùng này, những trang công nghệ và chuyên gia đều ngạc nhiên? Theo như mình, những lý do này nghe thì có vẻ hợp lý đấy, thế nhưng nó vẫn chưa đủ để thuyết phục được cá nhân mình. Hãy cùng nhau quay ngược lại thời gian một chút nhé. Dòng RTX 1000 series hoặc là dòng 10 series, Nvidia đã tung ra những mã GPU mà đến giờ vẫn còn mạnh. Và AMD đã làm gì? Họ đơn giản là đưa ra một đống tương tự với các phân khúc trải dài và đánh thẳng vào giá và update lâu dài. Càng đánh lâu thì càng AMD càng rẻ. Các bạn cần một ví dụ đúng không? RX 570 bây giờ các bạn hoàn toàn có thể mua với mức giá chỉ khoảng 3 triệu tại ngay Alphard, điều mà Nvidia không thể làm được. Có đúng không? GT 1030, chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bỏ tiền ra mua GT 1030 để chơi game cả. Trừ khi các bạn mua con cạc rẻ về để xuất hình thì GT 1030 nó vẫn có thể đáp ứng được. Đây là một điều mà không một ai có thể phủ nhận được, bởi vì chúng ta có dẫn chứng mình vừa nói ra rồi mà. Sang đến thế hệ tiếp theo, Nvidia đã ra mắt dòng RTX 20 series và RTX 16 series và không để lọt bất kỳ một khoảng hở nào về khoảng giá cả. Cụ thể, Nvidia đã ra mắt nhiều đến nỗi mà khiến cho người dùng còn không thể hiểu được RTX 2060 và RTX 2060 Super khác nhau những gì ngoài cái tên và giá. Và câu hỏi được đặt lại, AMD đã làm gì? Họ đơn giản chẳng làm gì cả. Sự ra mắt để người dùng có lựa chọn với RX 5700 hoặc RX 5700 XT, sau đấy là 5500 XT, 5600 XT, và gần đây nhất là sự ra mắt không kèn chống của RX 5300. AMD đang bận vật nhau với Intel trên thị trường dành cho người dùng cá nhân và các mẫu CPU nhiều và đa dạng, kéo ngắn khoảng cách chơi game của Intel và AMD lại, khi mà FPS tranh nhau thậm chí nó chỉ khoảng 1 FPS mà thôi. Vậy các bạn đã hình dung ra được một chút các vấn đề chưa nhỉ? Nvidia hoàn toàn có thể lấp một phát đầy đủ tất cả phân khúc bằng các mẫu card đồ họa của họ để không có bất kỳ một khoảng hở nào cả. AMD cũng có thể làm điều tương tự trong quá khứ và kể cả trong tương lai. Big Navi đã được đồn đoán từ đầu và sản phẩm đầu tiên, dĩ nhiên mình đã nói ở trong đầu video, đó chính là PS5 với hiệu năng tương đối ấn tượng, và sự ra mắt của Big Navi hay RDNA 2 sẽ phải đợi đến trong khoảng tháng 10. Và cái khoảng thời gian ra mắt sau Nvidia tương đối như vậy, theo như mình thấy sẽ không phải là bất lợi của AMD. Mà ngược lại, họ có thể điều chỉnh được giá bán sao cho người dùng cảm thấy hợp lý để có thể móc hầu bao ra mua cả của AMD thay vì Nvidia. Và Nvidia họ cũng đã có những quân bài backup,
cụ thể là RTX 3080 Ti. Thế nhưng chúng ta sẽ hẹn nhau trong một video khác. Và mình chỉ ngồi đây để chém gió sơ sơ một chút với anh em cho vui mà thôi. Chứ còn nếu chém gió dài, video này chắc phải khoảng độ hơn 30 phút mất. Rõ ràng NVIDIA không dằn mặt ngay AMD thì dằn mặt ai? Không dằn mặt ngay nhá, còn sau đây vẫn dằn mặt thì anh em biết rồi đấy. Câu trả lời sẽ khiến cho một số bạn nhận ra được là các bạn đang bỏ qua một số điểm thú vị trên thị trường công nghệ. Đó chính là Intel. Đúng vậy, một phần mục đích của NVIDIA đó chính là dằn mặt GPU chuẩn bị ra mắt trong năm 2021 của Intel có tên mã là Xe. Một số các thông tin thú vị là Intel sẽ dẫn một phát đầy đủ các phân khúc từ giá rẻ cho tới cận cao cấp, với một số các thông tin đồn đoán là GPU gọi là lớn nhất của Intel sẽ có chừng khoảng 4.000 nhân xử lý với mức giá khoảng 600 đô. Mức giá này là rất gần khi so với RTX 3080. Nếu nói một cách vui vẻ thì theo những đúng dự kiến, GPU mới của Intel ra mắt sẽ không khác gì một trò hề khi so với NVIDIA và kể cả AMD, kiểu như NVIDIA sẽ dập một phát từ trong trứng nước luôn. Và nếu như các bạn nào đó lấy Intel Quixing ra để biện hộ cho Intel thì hãy nhớ rằng một điều, Intel Quixing chỉ mạnh với các video kiểu H264 và H265 và là project trong Adobe mà thôi. Còn đối với GPU giờ ấy, nó phải làm được nhiều thứ hơn thế nữa thì mới được lòng người dùng. Các bạn có đồng ý bỏ mức giá rơi khoảng 16 triệu để mua mẫu cà rọa về làm Adobe nó được gọi là mượt mà, trong khi đấy các hiệu năng chơi game hay làm 3D của nó như xịt hay không? Và nếu như các bạn không quan tâm tới, các bạn nghĩ là mình nói xạo, thì các bạn thấy GPU tích hợp của Intel nó sẽ như thế nào? Thay vì đặt tên là Intel HD Graphics 530-630, đến bây giờ hãng không thèm đặt tên như vậy luôn và chỉ gọi chung chung là UHD Graphics và Iris Plus mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại được toàn bộ các vấn đề. Vấn đề đầu tiên, AMD và NVIDIA họ luôn cạnh tranh nhau mà thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện NVIDIA tung ra cả đồ họa để dập một phát cho AMD biến mất khỏi thị trường GPU. Và cái vấn đề thứ hai là tương lai GPU Xe của Intel nó sẽ như thế nào? Các bạn có đồng tình với ý kiến của mình không? Hãy để lại dưới mục bình luận video, đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Và để kết thúc video này, một phút dành cho quảng cáo. Nếu như các bạn đang cảm thấy chờ đợi mua GPU Big Navi hay Intel Xe quá lâu, hãy tới ngày với Alphard mua RTX 3000 series, RTX 3080 với mức giá siêu rẻ chỉ từ 19 triệu đồng và RTX 3090 với mức giá chỉ từ 42 triệu đồng. Alphard có đầy đủ các sản phẩm dành cho bạn.